Wow, sáng rồi. Dậy thôi. Không khí buổi sáng thật dễ chịu. Hey. Hey, chào buổi sáng. Cùng đánh răng nào. Cậu quên cất bàn chải đánh răng kìa. Ồ, xem đi. Ủa, gì đây? Này, nhìn đó, là tiệc cưới. Hả? Hôm nay Nhện Trắng mời bọn mình dự tiệc cưới của cô ấy kìa. Chuẩn bị nào. Nhìn cậu bảnh quá đi. Cậu cũng ok lắm nhé. Hai đứa mình thật là đẹp trai. Đi thôi nào. Sau đây, chú rể sẽ trao nhẫn cho cô dâu. Hai người đẹp đôi quá. Chúc mừng cô dâu chú rể nha. Cảm ơn mọi người. Các ngươi bao dây đại sảnh lại. Tất cả ra ngoài hết cho ta. Nhìn trắng, ngươi đứng im. Hả? Cẩn thận, em hãy lùi ra sau lưng của anh. Các ngươi định làm gì chứ? Tiến lên bắt chúng lại. Xem đây. Chịu thua đi. Bắt quấy lại. Các người định làm gì? Thả tôi ra. Mang quấy đi. Hả? Đứng lại mau bích kè. Lên máy bay mau. Đuổi theo mau. Nhìn xanh. Nhìn trắng, cậu có sao không? Tớ không sao. Các cậu hãy mau giúp tớ đuổi theo cứu cô ấy về. Được rồi, đi mà. Hai người dừng lại. Hai người thông cảm nhé. Bọn tôi cần mượn xe của hai người để đuổi theo lũ bếch gia để cứu người. Ok, thôi được rồi. Đi mau nào. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Đi thôi. Cậu quan sát chiếc máy bay kia kìa. Nó bay hướng kia. Đây rồi. Chúng dừng lại đây. Lấy vũ khí thôi. Đi nào. Hey. 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 Các ngươi đừng hòng vào đây cứu người. Xem đi. Hả? Hắn múa máy gì vậy? Chết tôi rồi. Chịu chết đi. Có vẻ chúng ta bị phục kích rồi. Này thì láng ôm sờm này. Ui, cái mông của tôi. Hai anh đẹp trai, tha cho em. Được rồi, vào trong xem. Quấy đây rồi. Hai tên nhện lè lè kia, dừng lại. Cẩn thận, chúng ta cần hạ gục hắn trước đã. Các ngươi cùng lên đi. Bao cỡ trói. Cậu ổn chứ? Có bị thương ở đâu không? Tớ ổn. Cảm ơn các cậu đã tới. Được rồi, ta hãy về thôi. Ôi, nhện trắng. Em yêu, em có bị sao không? Anh lo cho em quá. Cảm ơn các cậu nhiều lắm. Nhìn đỏ, nhìn xanh. Tớ ôm các cậu một cái nào. Ôi, tình yêu của anh.
Không, không, không! Mọi người, mau lên! Không, đừng mà, đừng mà! Đã tới lúc phá sổ từng người các ngươi rồi. Không được, không được! Nhện đen, có chuyện gì sao? Sao vậy? Tớ vừa có một giấc mơ, Joker đã chiếm nhà của tớ. Đừng lo lắng, chúng ta đang ở trong nhà mà. Đúng thế, đây là nhà mới mà. Đúng rồi, tớ đã lo nghĩ quá rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Đi nào. Đến lượt tớ. Tớ đến đây. Sẵn sàng lên đường. Let's go. Hello, bọn anh tới rồi đây. Xin chào biệt đội người nhện. Chào buổi sáng đầu tiên ở nhà mới. Đánh răng tại nhà mới nào. Đi nào. Có vẻ chúng ta cần bắt tay vào dọn dẹp nhà mới thôi. Có quá nhiều đồ đạc dứt khắp nơi rồi. Biệt đội người nhện, dọn dẹp thôi. Thật là bừa bộn. Hãy xem đây, dưới chiêu thức này của ta có thể nâng tất cả mọi vật lên theo ý muốn. Vậy là ổn rồi. Sao mà lộn xộn hết thế này? Hãy nhìn khả năng của ta đi. Tất cả đã được hút gọn lại rồi. Mọi thứ rối tung hết rồi. Hãy xem đi. Đã hoàn thành. Đói quá đi mất. Nhện trắng, cậu đang nấu ăn sao? Đúng vậy. Wow, là bánh mì này. Ngon quá đi mất. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Nhện trắng, lại đây. Yeah, thế chứ. Đúng rồi, đánh hắn đi. Bad guy, chúng ta đi thôi. Của cậu. Của cậu. Của cậu đi. Còn đây là của mình. Không biết bọn chúng hiện đang ở đâu nữa. Cuối cùng các ngươi cũng tới rồi đó sao? Chúng ta chờ đây lâu lắm rồi đấy. Từng tớp lính đỏ dần xuất hiện. Số lượng lính đỏ kéo đến ngày càng đông và không có dấu hiệu dừng lại. Mỗi tên lính đỏ đều mang một vẻ mặt thiện chiến cực kỳ nguy hiểm. Sô tư tư cùng nhau tiến lại gần vị trí mà biệt đội người nhận đang đứng. Bọn chúng xuất hiện rồi kìa, cẩn thận đó. Đã sẵn sàng chưa mọi người? Biệt đội người nhện, lên nào.
Lên đi, hôm nay sẽ là ngày giỗ của các ngươi. Cứ cười đi. Tạm biệt nhé, còn lâu. Chết đi. Ở một nơi khác, nhện đỏ đang ẩn nấp vào một vị trí vô cùng kín đáo cho mục tiêu đến. Cậu lặng lẽ xử lý nhanh gọn từng tên một. Đã biết ta là ai chưa? Phải thoát khỏi hắn mới được. Người nghĩ ta dễ bị tiêu diệt thế sao? Nằm mơ đi. Bắt hắn lại mau. Chết đi. Các ngươi không được động tới nhện đỏ. Cậu không sao chứ? Cuối cùng cũng xong nhiệm vụ rồi. Bây giờ hãy đi ngủ thôi. Yeah, thích thế. Nhà mới của chúng ta thật là tuyệt. Chúng ta về nhà thôi. Ơi, người nhện kìa. Ơi, thích quá đi. Ôi, biệt đội người nhện. Chúng tôi hâm mộ các bạn lắm đó. Yeah, tặng các bạn này. Cười lên nào. Đổi kiểu nhé. Cười lên. La 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 la. Gì thế? Họ đang làm gì vậy? Là người nhện. Biệt đội người nhện đang rất vui vẻ khi được người hâm mộ tặng quà và quà, khiến tên hề thấy cũng không tránh khỏi cảm giác ngưỡng mộ xen lẫn chút đố kỵ. Hắn tự nhủ, nếu trở thành người nhện và được các người đẹp vây quanh, có lẽ sẽ rất sung sướng. Nên nghĩ đến đây, hắn chợt nảy ra một kế hoạch. Hôm nay mọi người tặng nhiều quà quá, về thôi nào. Úi, xin chào người nhện. Tôi có món quà tặng các bạn đây. Cảm ơn bạn nhiều nhé. Tạm biệt. Kịch hay bây giờ mới bắt đầu. Wow, to thế. Đây rồi, chắc là ở phía trên đó. Mình nên đặt nó ở đâu đây? Được đấy, để xem nào. Tên hề mở điện thoại ra, trên màn hình là một khung cảnh bên trong nhà của biệt đội người nhện. Thì sao hắn đã gắn camera vào hộp quà để theo dõi họ. Mau lên, thời cơ tới rồi. Nhện đỏ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết chiếc camera vẫn đang liên tục phát tín hiệu. Lần theo vị trí của camera, tinh hệ đã tìm được nhà của người nhện. Hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nhưng cơ hội hai bạn nhện không để ý, hắn hạ thấp người, cẩn thận trườn vào trong. Xác nhận nhện đỏ đã ngủ say, tinh hệ tiến lại gần, đưa tay lấy bộ đồ của người nhện. Wow, hàng thật có khác. Bây giờ ta chính là nhện đỏ. Ta là người nhện đây. Hả? Đúng không?
Ta là người nhện, người nhện là ta. Cơ hội tốt đây rồi. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. Đấy rồi, người nhện, người tới số rồi. Ôi, buồn ngủ quá đi. Chết đi. Hả? Hắn đâu rồi? La 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 la. Tiến lên người nhện. Ô sao bé không lắc? Đi rồi. Ô sao bé không lắc? La la la. Tạm biệt. Chết đi. Ôi, cái gì thế? Hả? Lại trượt rồi. Ê, lũ chim kia. Ôi mẹ ơi. Mùi quá đi. Lần này nhất định không được trượt. Trong bộ dạng của người nhện, tên Hề vô tư nhảy nhót mà không hay biết mình đã rơi vào tầm ngắm của tên lính đỏ. Mặc dù hết lần này tới lần khác tìm cách hạ gục tên Hề, nhưng có lẽ lính đỏ hôm nay ra đường quên xem ngày nên chả bắn trúng phát nào. La 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 la, em là con chim non, em muốn cho mẹ xem. Ta đến đây. Đố ai đẹp bằng em. Hứa đạn rồi. Tức thật. Nhìn đó, coi chừng ta đó. Chuồn thôi. Trên kia có gì thế? Bạn có chuyện gì à? Người nhện, lấy giúp tôi với. Nó bị kẹt trên cây. Ui, cao thế. Người nhện, giúp tôi đi. Được thôi. Ui, sao mà nó lên được đây thế? Nè, xuống đây. Cố lên, một chút nữa thôi. À, ai da, cái mông tôi. Người nhện, không sao chứ? Đây, bóng của bạn này. Wow, như mọi người đã thấy, người nhện đã giúp đỡ một cô gái. Anh nói gì với mọi người đi ạ? Tôi nè, người nhện. Ô, nhện đỏ. Nhện trắng và nhện đen thấy nhện đỏ đang xuất hiện trong bản tin sáng nay. Bọn họ ngơ ngác chưa hiểu gì thì nhện đỏ lao ra múa tay chân liên hồi. Đó là kẻ giả mạo, hắn lấy quần áo của tớ đó. Ta đi tìm hắn thôi, đi thôi. May quá, vẫn còn một bộ. Ta là siêu anh hùng giải cứu thế giới đây. Ui, gì thế này? Xin chào người nhện. Ơ, ai đây nhỉ? Xin chào. Ơ, này nó bị điên sao? Em không biết à? Bắt tay cái nhỉ? Fan hâm mộ đúng không? Ôi, đừng ngại, bạn khỏe chứ? Ông chủ, hắn bị sao thế? Ta rất khỏe. Đau. Điên à, đau quá. Người anh em, đừng có giả ngốc. Bắt lấy nó. Không, tôi có làm gì đâu. Cái gì thế? Tên kia, trả đồ đây. Shocker, ngươi lại làm chuyện xấu rồi. Biệt đội ngươi nhận, giúp tôi với. Shocker, ngươi nhận, nhận lấy này. Ôi, cẩn thận. Hắn đâu rồi? Chạy cũng nhanh đấy. Không, canh tha cho em ạ. Ngươi là ai? Nói nhanh. Tôi xin lỗi, tôi xin trả lại ạ. Tôi biết lỗi rồi, lần sau tôi không dám nữa đâu. Về thôi. Cướp, cướp. Hả? Có chuyện gì sao? Cướp. Nhanh lên, nhanh lên. Thôi, muốn sống thì để lại chiếc vali đó. Bắt lấy. Đứng im. Đừng có xen vào chuyện của người khác như thế chứ. Đừng có mà ảo tưởng. Bỏ đi mà làm người nhé. Đừng để ta gặp lại ngươi nữa đấy. Đó chính là vali của tôi. Nó là của cô sao? Vẫn còn nguyên.
Anh chính là kẻ cắp. Ôi không, không phải, tôi đã lấy chúng từ bọn lính đỏ. Các người hiểu nhầm rồi. Tôi chắc chắn đó là anh. Anh đã bị bắt. Ôi không, không phải như thế. Bỏ ra. Đứng lại. Sao mà su cà na quá vậy nè. Đứng lại. Không được chạy. Đứng lại. Đuổi theo mau lên. Nghe máy đi. Là nhìn đây. Nhìn đỏ, giúp tớ với. Định chạy sao? Bỏ tôi ra, tôi bị quan. Nhìn đen, cậu đang ở đâu vậy? Cứu tớ. Gì cơ, tớ nghe không rõ. Này, này, đi mau lên. Chúng ta phải tìm cậu ấy thôi. Nhìn đen, nhìn đen. Có gì kìa? Là điện thoại cậu ấy. Hướng này. Tôi bị quan. Hai anh hiểu nhầm tôi rồi. Vào trong đi. Thả tôi ra. Tôi bị quan mà. Im lặng. Đi thôi. Tôi không trộm đồ. Sao lại không có ai tin mình vậy? Hả? Tiếng gì vậy? Này, nhện đen, lâu lắm rồi không gặp. Là ngươi. Ngươi làm cái gì vậy hả? Lần này ngươi sẽ không thoát được khỏi tay ta đâu. Tiếng súng. Có chuyện rồi. Giúp tôi. Giúp tôi với. Lính đỏ. Bọn chúng dám xuất hiện ở đây sao? Đỡ lấy này. Đồ hèn nhát, đừng có chạy. Áp sát mục tiêu. Đi thôi. Không ổn rồi. Hắn mạnh quá. Nay ta sẽ tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương. Nhìn đó. Nhìn kìa. Đừng cố chống cự nữa. Các cậu. Xin lỗi vì đã tới muộn. Cẩn thận. Mau trốn đi. Bọn chúng manh động quá. Nhìn đen. Nguy hiểm lắm. Có chịu ra đây không hả? Có kẻ đến. Đem cô ta làm con tin mau. Đi thôi. Tôi bắt cảnh sát rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Đứng lại. Chúng ta chia nhau ra nhé. Mắt của tôi. Nhìn trắng. Cậu không sao chứ? Tớ ổn rồi. Đi thôi, nhanh lên. Cô ấy đây rồi. Cẩn thận. Tớ nhìn. Các cậu ổn chứ? Tớ ổn. Cảnh sát, cô hãy tỉnh lại đi. Có bom.
Mau gỡ nó ra đi, nhanh lên trước khi quá muộn. May quá, chúng ta thành công rồi. Yeah, được rồi, đi về thôi. Yes. Các cậu, tớ xử lý xong rồi. Yeah, cậu làm tốt lắm. Bây giờ chúng ta phải giấu tên này đi đã. Được. Nhìn đen, nhìn trắng. Các cậu đợi đây đi, để tớ vào trong xem sao đã. Cậu cẩn thận nha. Tớ tính cả rồi. Kế hay đó. Chúng ta ra kia đi. Lô hàng này toàn là những mẫu súng mới ra. Tên kia, ra đây canh đi. Được. Coi chừng cẩn thận đó. Hả? Súng trao đổi? Tên kia, làm gì vậy hả? Ui da, tự dưng đau bụng vậy ta. Tôi đi vệ sinh một lát. Số súng đó bọn chúng đem bán sao? Mình phải ngăn chuyện này lại mới được. Đang phát tín hiệu. Hả? Người làm gì ở đây vậy hả? Em chào đại ca ạ. Người đâu? Mau cầm lấy. Đi giao lô hàng này đi. Nhớ đừng để xảy ra sai sót gì đó. Nơi giao dịch ở trong rừng sao? Rõ, thưa đại ca. Địa điểm giao dịch ở phía trước rồi. Đó chẳng phải là hacker chúa tể và đám tay sai của hắn sao? Xin mời kiểm tra thẻ. Tiến hành trao đổi đi. Đây chính là thứ các ngươi cần. Cái gì vậy? Súng đâu chứ? Người dám bày trò với ta sao? Ừ, không, tôi không biết trong đó có gì. Nhện đỏ, tránh ra. Đứng im, không tao bắn đó. Bắt hắn lại mau, nhanh. Không ngờ tới có phải không? Đứng lại. Ui không. Đó. Ui da. Cú cú. Nhanh, nhanh lên. Mau tìm kiếm tôi. Chính nó. Đây chính là danh sách các loại vũ khí. Cậu hãy gọi nhện đỏ đi. Được. Cậu ấy tắt máy rồi. Không thể nào. Có khi nào cậu ấy gặp nguy hiểm rồi không? Ta hãy đi tìm cậu ấy thôi. Được, đi thôi. Kẻ nào đó? Kẻ nào dám? Là ta đi. Ôi, nhìn đi. Cũng khá đó. Dạ.
vẫn còn non và xanh lắm. Ngươi không đấu lại được ta đâu. Tạm biệt nha. Đây chính là cái giá cho việc động vào bạn ta đó. Nhìn đi, cô ổn chứ? Tôi ổn. Đứng dậy nào. Tình xấu xa. Cậu nhìn nè, là địa điểm giao dịch vũ khí. Tài tới đó mau thôi. Nhanh trắng, cẩn thận đó. Ok. Chết tiệt, định vị bị mất sóng rồi. Đi hướng đó xem sao. Các ngươi đừng manh động. Hacker chúa tể, dừng tay lại. Nhìn đi, nhìn trắng, thả quẩy ra. Nhìn đó, cậu không sao chứ? Các cậu tới rồi. Bây giờ xem ai sợ ai nào. Lên đi. Bọn xấu xa các người sẽ phải trả giá. Các người. Đáng đời này. Bọn vô dụng. May mà ta đã đề phòng sẵn rồi. Để xem lần này các ngươi thoát kiểu gì. Cảnh sát. Cảnh sát, chúng tôi có chuyện muốn báo. Mấy người hãy xem trước đi đã. Có người đã báo là các anh đã giao dịch trái phép vũ khí. Ôi không, không phải như anh nghĩ đâu. Bằng chứng luận tội đầy đủ, các anh đã bị bắt rồi. Có kẻ đã hãm hại chúng ta. Chạy mau. Đứng lại, không được chạy. Tôi cần viện trợ. Giờ chúng ta phải tìm được bằng chứng để minh oan. Nhóm người nhện cuối cùng, các ngươi cũng tới rồi. Hả? Đứng im. Nhện trắng. Gã hề, đã lâu rồi không gặp. Ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Ta sẽ cho các ngươi nếm mùi đau khổ. Ngươi thua rồi. Hả? Ở phía bên trên. Cẩn thận. Bọn chúng gục hết rồi. Ta hãy đi thôi. Các anh, đây chính là bằng chứng minh oan cho chúng tôi. Xin lỗi vì đã hiểu nhầm các anh. Đứng lên, mau. Các anh đã bị bắt. Đi mau.
chúng ta về nhà thôi. Lên, nhanh cái chân lên. Đồ vô dụng, các ngươi là làm hỏng kế hoạch của ta. Em xin lỗi thưa đại ca. Em đã lấy lại được quyển sổ rồi à? Còn nó là được rồi. Thua keo này ta bày keo khác.